Ngày ấy xa rồi, ngày ấy ngẩn ngùi, từng bước chân vội tìm về chốn lãng quên. Người quyết xa người, người cố quên đời, đời đã cho người điệp chung những đắng cay. Cố sâu một thời chót qua, cố sâu dòng lệ cũ xót xa, dĩ vãng đau thương vui chôn. Cố bước một lần để mãi xa, cất bước để lại những thiết tha, cố sống cho xong một đời. Cất bước một lần để để lại những thiết tha, cố sống cho xong một đời. Ngày ấy xa rồi, người mãi xa người. Xe bị gì vậy? Hết xăng chứ gì? Sao không đổ đi? Thì đang đi kiếm cái xăng nè. Hết tiền rồi phải không? Lấy tiền tôi đỡ nè. Không thèm, cô cứ đi đâu đi đi. Ê, không có gì hết á, tại tôi không muốn thiếu nợ anh thôi. Hôm bữa tôi mệt quá, đi đi. Đàn ông đàn an gì, chạy xe mà để hết xăng giữa đường. Đây. Đây. Nhà đâu hả? Hẻm cây dừa. Ở cái nhà tôi, hẻm cái bàn nè. Chạy anh chứ. Bữa nay không có hàng, sao con không ngủ thêm một chút, thức dậy sớm làm cái gì? Con à... Má. Hả? Bé Phương học thiết kế thời trang là học may đồ hả má? Ờ. Là nghĩ ra các kiểu quần áo này kia nọ hả má? Thì đúng rồi. Mà nè. Dạ. Con đừng nghĩ tới con bé Phương nhiều quá nha. Con biết. Mà má, chuyện con Mận xin vô xí nghiệp may sao rồi má? Nó xin hoài đó có được đâu. Còn với anh hai cũng xin làm công dân, làm bảo vệ cho công ty mấy lần rồi có được đâu. Không có giấy tờ người ta không nhận đâu. Xin làm gì cho nó mệt. Nhưng mà thôi kệ nó đi, để nó thử coi làm sao, chứ để nó hy vọng hoài thấy tội quá. Má coi nè, một hồi thế nào cũng vác cái mặt chảy dài tới rúng giờ cho má coi nè. Về tới rồi kìa. Bội. Mận, tao nói nghe nè, tao với anh hai á xin thử việc hoài mà có ai nhận đâu. Không có giấy tờ ráng xin làm gì. Mẹ muốn làm công nhân. Làm như mình mày muốn vậy? Tao với anh hai bộ muốn làm bốc vác hoài hay gì? Mà sao kỳ quá vậy? Sao người ta có giấy tờ mà mình lại không có? Ai cũng có mà. Thôi đi, mình sao chịu vậy đi. Cứ là làng là xóm lên bộ hay lắm hả? Má không biết gì hết trơn á. Mấy đứa kia nó còn nhỏ con hơn con, xấu hơn con mà sao nó được vô làm kìa. Mày làm gì thi hoa hậu hay gì mà chọn xấu với đẹp? Em không cần biết, nhưng mà em không có thua tụi nó cái gì hết trơn á, sao em không được nhận vô làm? Thôi, bộ ngồi đó la hoài hay sao? Con không chịu đâu, cái gì cũng phải. Tại sao người ta được nhận mà con không có giấy tờ là sao? Thôi mệt mày quá. Trời đất ơi, đó. Cái gì? Mà tôi đi từ ngoài ngõ là tôi nghe rỗn rãng rồi à. Sao mặt mày bí sĩ vậy? Đó, coi nó đó. Má coi đó. Khách cái đít đi không vậy hả? Nè. Cứ vậy không?
Chuyện gì vậy? Đó, nó đi xin làm công nhân mai, người ta không nhận mà nó làm cái mặt gì đó. Cái vụ lý lịch phải không? Thì đó, hai thằng này cũng vậy rồi. Có lạ lùng gì đâu mà nó tức dữ vậy. Con nhỏ này nó cũng không vừa. Thôi vô nấu cơm nha, coi hàng á. Dạ. Xong rồi đó ba. Ừ. Cái này để con giặt xong rồi chiều ba hãy mặc nha. Để không thôi là bụi mặc vô ngứa lắm á. Ừ. Mấy cái áo của ba á, chỉ sờn nó rách hết trơn rồi. Để bữa nào con đi mua cho ba cái áo mới. Thôi, tiền đâu mà mua con ơi. Cái áo bây giờ cũng 100 ngàn chứ bộ ít đâu. Trời ơi, thì cả năm mới mua chứ bộ. Mấy cái áo của ba, cái nào con cũng dặm lên đầy hết trơn luôn nè. Nè, mấy chỗ mà rạn á, dặm không được luôn á. Kệ đi con, ba cũng chỉ đi quanh quẩn trong nhà chứ có đi đâu đâu mà lo. Nè, học phí kỳ này con đóng chưa? Còn cái năm cuối mà ráng cũng không nổi. Mấy đứa bạn con á, nó rủ con đi làm gia sư. Thôi, ba làm thầy giáo cả đời, bây giờ về hưu mà còn chưa khá nổi. Với lại dạy kèm người ta cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu con. Kiếm gì khác mà làm. Hay là làm thợ may như má con đi, ba thấy được đó. Trời ơi, ba ơi, con đạp cho ba có mấy cái đường áo thôi mà còn chật vật nữa. Con à, ba không lo được cho con tới nơi tới chốn, ba bức rứt lắm. Ba à, ba đừng có nói như vậy. Con thấy á hả, người ta ở phương Tây á, 18 tuổi á là tự lập hết trơn rồi, còn tới giờ này còn ăn bám ba nữa. Con gái nhỏ thì cha mẹ nuôi, lớn thì chồng nuôi. Ba chỉ cầu mong con gặp được người tử tế, lo lắng cho con tới nơi tới chốn là ba vui rồi. Thôi, con không thích lấy chồng mà. Để chồng nuôi xong á, suốt ngày á cứ ở không à, không làm gì hết trơn, kỳ cục. Thôi, để con đem cái áo cho chị bầu ở bên hẻm cây bàn, con về liền. Con gái lớn trồng ngồng vậy mà không thấy bù bịch gì hết nè trời. Cho thêm miếng rau nữa các bà. Lại lấy giùm tôi đi. Mấy thùng rau cũng tiết kiệm. Ăn nhiều cứ lấy nhiều, khách quen mà. Rồi. Chị. Dạ, chị cho em hỏi á. Ê, ê, ê. Kiếm tôi à? Xấu còn vô duyên. Chị ơi. Chị vô hẻm để làm gì? Tôi kiếm người quen được không? Ai à? Nói tôi nghe, tôi biết tôi chỉ tôi làm phước coi. Chị bầu. Trong hẻm biết bao nhiêu bà có bầu. Thì chị Tho chị bầu á. Nó đại chị Tho, người ta chỉ cho. Kế bên nhà tôi. Nhà nó ở đâu? Trọng. Tôi cũng đang chạy vô trọng nè. Vậy cũng chị, tôi biết nhà nào là nhà của anh. Chạy vô, thấy cái nhà mà ta đang làm mấy dĩ sắt dựng tùm lum trước á, nhà kế bên là nhà bà bầu á. Cảm ơn nha. Ăn bún không, tôi bao. Thôi khỏi, ăn đi cho có sức để làm phước. Thôi vậy thôi, vô đi, chút ra tôi đưa về. Không cần đâu. Thôi được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ, bữa sau gặp lại mọi người. Dạ. Dạ. Thưa thầy em về. Dạ em mọi về. Người về. Mừng. Dạ. Hôm nay mừng sao vậy? Học mà đầu óc cứ để đâu, không tập trung gì hết. Em buồn chuyện hôm bữa. Chuyện gì hả mừng?
chuyện em xin vô xí nghiệp mai á, người ta không có nhận. Sao lại không nhận? Tôi thấy mấy cô lớp mình cũng xin giống như Mận, mà hôm nay người ta đi làm rồi kìa. Thì đó, em không có giấy tờ để làm lý lịch, làm hồ sơ cho người ta, người ta không nhận em vô làm. Giấy tờ gì nữa? Thì cái sổ hộ khẩu rồi chứng minh nhân dân này nọ. Trời đất ơi, hộ khẩu tỉnh cũng được mà, Mận đừng có lo chuyện đó. Em cũng không có luôn. Hả? Không có hộ khẩu? Ừ. Là sao? Thôi mấy cái chuyện này thì không hiểu đâu. Thôi em về nha thầy. Mận, chờ nha, để tôi đưa Mận về ha. Thầy ơi, hôm nay thầy có nghe mùi gì không thầy? Hôm nay em á vệ sinh lớp kỹ lắm, không nghe mùi gì đâu. Vậy hả? Tôi cũng thấy lớp sạch lắm. Cảm ơn Mận nha. Thôi em đi về nha thầy. Mận. Cô Mận này cô bề ngoài có vẻ ngây thơ, mà cũng lép lỉnh ghê đó. Sợ mình hỏi địa chỉ thân thế, cho nên là đánh tiếng trước là không có hộ khẩu để chứng minh nữa. Nhưng mà cô bé quên là một khi muốn biết thì đâu có khó. Tôi thấy á, cô nên về quê làm cái tờ cho tụi nhỏ, để tụi nó có tên tuổi, nhân thân đàng hoàng như người ta chứ. Chờ để tụi nó lớn lên, một cái giấy lận lưng không có thì khổ lắm. Ta nói là mấy đứa con của cô á, không được đi học đàng hoàng thì đã đành rồi. Giờ xin việc làm của Trần ai khoai cũ à. Thằng Hiếu với thằng Trọng là thằng ông, không học thì tụi nó vẫn tìm được việc làm. Tội là tội cho con Út Mận nè. Nó muốn làm công nhân mà sinh hoạt có được đâu. Với lại lúc tụi nó lấy vợ lấy chồng, không có giấy tờ thì làm sao thành lập gia thất được chứ. Anh hai anh nói phải đó. Em cứ về quê lo chuyện giấy tờ đi. Còn tụi nhỏ trên đây có anh chị lo, sợ cái gì. Đâu phải là em không muốn về quê, nhưng mà em không dám về. Sao mà không dám? Sao không dám? Cô sợ chồng cô đánh đập cô nữa hay sao? Dạ không. Vậy thì tôi đi với cô. Dạ không phải. Đúng rồi đó. Không phải. Là tại vì hồi xưa ba tụi nhỏ đánh đập tụi nó dữ quá, cho nên em lỡ. Chị Lâm ơi, chị nhanh về đi, ông Hiệp đã chết với nhỏ nhà rồi kìa. Trời ơi, chị... Đi gì lẹ đó chị, nhanh lên chị. Mẹ mày! Mày nhìn thấy gì? Hả? Mày nhìn tao hả? Mẹ mày! Cái lũ tụi mày làm cái thứ mà ăn tàn phá hoại. Má của tụi mày á, chỉ làm cho tao tàn bạc thôi. Nấu một bữa cơm mà cũng không xong nữa. Mày á, để tao bị nói vậy đó. Má có chừa cơm cho cha chứ bộ. Tại cha xỉn ra lá đổ, chứ đâu phải má không chừa cho cha. Mày còn cãi nữa hả? Cha mày đúng em nè. Dẫn mấy em ra ngoài đi chào. Hôm nay tao giết hết, tao giết hết đám tụi bay luôn nè. Tao giết hết. Anh, trời anh ơi, anh làm gì vậy? Anh đã giết con luôn hả? Mày buông tôi ra coi. Tôi đàn bà thôi. Có một bữa cơm mà cũng lo không xong là sao? Mày coi tao không bằng một con chó nữa. Hôm nay tao giết hết má con tụi bay luôn. Mày buông tao ra. Anh ơi, em có chừa cơm cho anh mà. Con nồi cá bóng kho nữa. Tao nào? Cha dạy, cha đã đổ rồi. Tao đã đổ thì mày nấu lại cái khác cho tao. Mày còn cãi nữa hả? Buông ra. Được rồi, để em làm cái mới lại cho anh. Anh đừng có đánh tụi nhỏ nữa. Hiếu, mẹ em chạy đi con. Đi đi con. Má con mày. Đi đi. Chống đối tao hả? Đi đi. Con tụi đi. Tụi mày đi chút bắt tao. Mày lấy cái gì? Tao là cha của mày, nó không phải là quỷ. Mày nhìn tao cái giọng mất dạy đó hả? Mày không đi tao giết mày bây giờ. Đi đi. Tao giết mày luôn. Anh lại anh bà, anh ơi. Anh đừng làm vậy, con nó sợ. Tụi nó là con của tao thì tụi nó phải sợ tao. Còn mày, bây giờ mày đứng nói mày làm cái gì? Mày không đi nấu cơm cho tao ăn hả? Mày muốn bỏ đói tao đúng không? Mày mà lèm bèm nữa, tao đập mày bây giờ. Dạ em đi liền. Ba mẹ tụi bay,
hôm nay buồn nhau chống đối tao hả? Tao chấm hết bán con tụi bay luôn á. Thì theo chứ mày á, ông bận nó phải làm gì giờ? Làm cái bao. Ê gì? Ba mẹ mày đấm nha. Ba mẹ mày nói gì hả? Nè ông nói gì? Nè, nhà tao nghèo nha, nhưng mà lao động đàng hoàng nha, không phải cái thứ như mày nói nha. Thôi vô nghỉ sớm đi. Nghỉ đi con. Khi chiều xuống đêm lặng lẽ đón tôi về đây với kỷ niệm buồn, sao mà nhớ tơi bời quá những tháng ngày tôi hẹn hò nơi mẹ ru ru qua thời gian dù đời tôi nãy mấy ngày con với cậu thầy giáo chiều bằng gì anh hả? Cuối trời có mồi anh em hả? Đường mây hết thầy rồi. Hết rồi thì tại anh Tuấn anh bắt không kêu vậy đó. Chị Phương làm sao á mà thích anh được chứ? Chuyện gì mà nói quen, tao không biết tới gì nữa nè. Chui quá. Anh hai biết gì kể em nghe coi. Thôi ngủ ha, ngày mà nó gái tình Phương không à? Nghe sao? Không, tình vội vàng anh Tuấn anh thương con. Cuộc vàng son đi qua đời cho lòng thêm đừng nhạt màu, xin đời thôi lạnh từng đêm sau. Để con coi chừng bé Phương cho.